chúng ta vào phần đồ thị đầu tiên. Đồ thị hàm số bậc 3. Các em chú ý này, thì riêng đối với đồ thị hàm bậc 3 này, nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, đồ thị hàm số có đầy đủ cực trị, bao gồm hai cực trị là cực đại và cực tiểu. Và trường hợp thứ hai có thể xảy ra đó là đồ thị hàm số không có cực trị nào. Được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ xét từng trường hợp một. Trường hợp đầu tiên, đồ thị hàm số có hai cực trị. Thì khi đó thì như chúng ta học ở phần cực trị đấy, thì khi hàm số có hai cực trị thì b bình phương trừ đi 3c nó sẽ lớn hơn 0. Được chưa? Và chúng ta đi vào phần đồ thị của hàm số trong trường hợp có hai cực trị. Đầu tiên, với a lớn 0, các em chú ý nha, với a lớn 0, đồ thị sẽ đi từ trái sang phải, đi lên các em này. Đấy, từ trái sang phải đi lên này. Đấy, chúng ta thấy đi lên này, đúng chưa? Đấy. Đi lên và kết thúc là cũng đi lên. Đúng chưa? Đấy là trường hợp a lớn 0. Ngược lại với trường hợp a nhỏ hơn 0. Chúng ta cũng sẽ có đồ thị nữa. Ngược lại sẽ là đi xuống, xuất phát là đi từ âm vô cùng là sẽ đi xuống, được chưa? X chạy từ âm vô cùng là bắt đầu là đi xuống. Đấy, đi xuống này. Đấy, và kết thúc là cũng là đi xuống. Được chưa? Đấy là trường hợp đồ thị hàm số có hai điểm cực trị. Còn trường hợp đồ thị hàm số không có điểm cực trị thì các em chú ý. Thế đây. Đồ thị hàm số không có cực trị. Tuy nhiên, phương trình đạo hàm y phẩy bằng 0 nó có một nghiệm, tức là có nghiệm kép. Thì khi đó chúng ta có điều kiện là b bình phương trừ đi 3ac bằng 0. Thì đồ thị nó sẽ như thế này. Trong trường hợp a lớn 0, xuất phát x chạy từ âm vô cùng thì y cũng là đi lên. Đồ thị bắt đầu đi lên. Đấy. Được chưa? Đấy là trường hợp a lớn 0. Ngược lại đối với trường hợp a nhỏ hơn 0. A nhỏ hơn 0 thì y chạy sẽ là từ trái sang phải là sẽ đi xuống. Đấy. Các em chú ý đi xuống. Và các em chú ý ở đây. Chúng ta có hai cái điểm. Các em nhìn thấy điểm này. Thì hai cái điểm này người ta gọi là điểm uốn của đồ thị hàm số. Được chưa? Đấy, đây người ta gọi là điểm uốn này. Các em chú ý nhá, nó sẽ khác với trường hợp là phương trình y phẩy bằng 0.